thị trường có nhiều loại nấm đắt đỏ có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng mỗi kg, nhưng vẫn được giới nhà giàu trong nước tìm mua. Trong đó phải kể đến nấm Tùng Nhung, nấm Lim Xanh và nấm Phục Linh Thiên. Vài năm gần đây thì giới nhà giàu Việt săn lùng nấm Tùng Nhung hay còn gọi là nấm Matsutake với giá là 18 đến 20 triệu đồng mỗi kg nấm tươi, còn nấm Tùng Nhung khô là 30 triệu đồng một kg, thậm chí hàng tuyển giá có thể lên tới 40 đến 45 triệu đồng mỗi kg. Tùng Nhung là loại nấm thường được tìm thấy trong các cánh rừng tùng quanh năm có mây mù, độ ẩm cao, cách mặt nước biển từ 2.500m như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Bhutan. Ở những quốc gia này thì nấm Tùng Nhung thường được xem là loại nấm quý hiếm được dùng để làm quà biếu tặng. Lý giải về sự đắt đỏ của nấm Tùng Nhung tại Việt Nam, một số người bán cho rằng đây là loại nấm tự nhiên không thể nuôi trồng được. Trên thế giới, các hộ kinh doanh phải đấu thầu khoanh vùng để thu hái nấm Tùng Nhung. Ngoài ra còn loại nấm đắt đỏ nữa là nấm Lim Xanh. Đây là loại nấm được tìm thấy nhiều trong các cánh rừng nguyên sinh, chỉ mọc đặc hữu trên cây gỗ lim xanh đã chết mục. Để tìm được nấm lim xanh, người thợ phải vào tận rừng sâu do số lượng hạn chế, nên giá nấm lim xanh tươi dao động từ 1 đến 2 triệu đồng một kg tùy loại. Nấm khô giá có thể lên tới 3,5 triệu đồng một kg. Bên cạnh đó thì nhiều người cũng tìm mua một loại nấm đắt đỏ nữa có tên là nấm Phục Linh Thiên, được ví như nhân sâm Việt bởi giá trị dược liệu quý hiếm. Loại nấm này chỉ mọc trên ngọn cây Vân Sam, loại cây thuộc họ thông và có nhiều ở vùng núi Hoàng Liên Sơn như Lào Cai, Yên Bái. Nấm Phục Linh Thiên có kích thước trung bình từ 500g đến 2kg một củ. Đặc biệt là có những quả nấm khủng nặng tới 10 đến 15kg. Nấm Phục Linh Thiên có giá khá cao, lên tới hơn 1 triệu đồng một kg.